thính giả, chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh và gặp một phái đoàn của Phật giáo Hòa Hảo, và trong đó với sự hướng dẫn của giáo sư Nguyễn Thanh Dầu. Vậy xin giáo sư có thể cho biết là cái phái đoàn của giáo sư của Phật giáo Hòa Hảo có bao nhiêu vị tất cả? Để tham dự cái buổi cầu nguyện cho cái nhiệm vụ diễn hành ngày hôm nay thì phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi khoảng 10 người tới đây cùng các tôn giáo bạn để tham dự cái buổi lễ cầu nguyện nhân cái ngày đầu năm cầu chung quốc thế dân an, cũng như là cái sự tham dự của chúng tôi cũng đồng thời nói lên đóng góp một phần rất là nhỏ trong cái công cuộc mà bảo tồn văn hóa cổ truyền của dân tộc, cũng như là để phát huy cho các em thế hệ mai sau này nó biết thế nào là cái văn hóa của dân tộc của mình. Vâng, xin giáo sư có thể giới thiệu các quý vị ở trong này. Vâng, ở đây thì chúng tôi có cái ông phó hậu trưởng, ông còn đứng ở trên kia. Vâng. Đây là những cái đồng đạo của chúng tôi. Thì trong này thì rất là nhiều người, nhưng mà đại khái đây là đồng đạo Phạm Nhân Phượng, đồng đạo Nguyễn Kim, đây là đồng đạo trưởng ban xã hội Nguyễn Kim Liên, đồng đạo cái tên rất là đẹp của một tên ca sĩ là Hồ Trúc Mai. Rồi đây là một đồng đạo và Hồ Xuân Hương. Còn đây là đồng đạo mà chúng tôi gọi là công chúa Ngọc Hân, trẻ nhất Việt Nam. Thì xin chúng tôi xin phép giáo sư để hỏi cô Ngọc Hân là trẻ nhất. Dạ, trẻ nhất. Cảm nghĩ của cô khi mà đến tham dự cái buổi diễn hành Tết, cô nghĩ như thế nào? Dạ, con rất là vui, lại tại năm nay là năm đầu tiên cùng Phật giáo Hòa Hảo để mà đi diễn trình chỗ này thì rất là vui. Dạ, vâng, xin bà có thể bổ túc cái ý kiến của bà như thế nào. Xin chào quý vị đài, tôi là Hồ Trúc Mai. Năm nay tôi tham dự ở đây là lần thứ hai. Rất là vui vẻ, rất là phấn khởi để cho cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta được thịnh hành mãi mãi. Vâng, thưa quý chị, có thể bổ túc những cái ý kiến như thế nào chưa? Dạ, Phật giáo Hòa Hảo cũng đem lại cho niềm tin của mọi người trên thế giới này bây giờ, tại vì bây giờ hình như là khắp Nam Châu, ở đâu đâu cũng biết là Phật giáo Hòa Hảo, để cho mọi người được hiểu và học thêm được giáo lý của Đức Thầy. Ban xã hội nói chuyện về Phật giáo Hòa Hảo coi. Dạ, cảm nghĩ của tôi thì cũng rất là vui mừng và cảm động, thấy các anh em trong cái ban tổ chức ở đây rất là vất vả bao nhiêu ngày để có những ngày này cho bà con đồng bào ở trên khắp nơi nhìn những cái sinh hoạt, những cái cổ truyền văn hóa của chúng ta. Thì một lần nữa tôi xin kính chào và chúc Tết tất cả các đồng hương và đồng đạo trong và ngoài nước. Dạ. Dạ thưa, với tư cách là trưởng ban xã hội thì trong năm qua đó quý vị có giúp đỡ những đồng đạo ở trong nước như là ở Châu Đốc hay là An Giang thì không? Dạ, chúng tôi có làm. Dạ, chúng tôi cũng có, dù mà mặc dù ở hải ngoại nhưng mà chúng tôi cũng có những người ở trong nội địa, thành ra những cái không thuận tiện thì chúng tôi cũng có gửi những cái điều đã khá như là phải tránh ở này kia để giúp đỡ những người khổ khó bên đồng đạo và có giúp ra cho những người bà con ở bên ngoài. Có gì không? Hôm nay là cảm nghĩ là ngày nay cũng là ngày Tết của cộng đồng Việt Nam, cũng anh đến đây đón giữ cái buổi lễ cũng nhờ ta được cái Phật giáo Hòa Hảo ở trong cái đồng giáo Hòa Hảo đến đây là chia vui cùng các bạn đồng cái ca chia vui giáo sư có thể kết thúc cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi với quý vị và xin giáo sư có thể gửi lời chúc Tết đến đồng đạo trong nước. Vâng. Kính thưa tất cả quý đồng hương, tất cả quý đồng đạo trong dòng ngày nữa. Nhân ngày hôm nay
tham dự cái cuộc diễn hành tại trên phố Buôn Sa, thủ đô của người Việt tị nạn. Chúng tôi xin thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại miền Nam Cali trân trọng kính chúc toàn thể quý đồng hương, quý đồng đạo trong và ngoài nước một năm mới đầy hy vọng, được an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường, đạo tâm kiên cố, phước huệ viên dung. Kính thưa quý vị, kính thưa quý đồng hương, Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo, là một tông phái của đạo Phật, nhưng mà đặc trưng của Phật giáo Hòa Hảo chính là làm những công tác từ thiện, thực hành những giáo lý của lời dạy của Đức Phật, của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Cho nên qua cái sự trả lời của các đồng đạo từ nãy giờ, quý vị cũng thấy rằng Phật giáo Hòa Hảo nơi nào khổ thì có tín đồ có Phật giáo Hòa Hảo, nơi nào cần sự giúp đỡ thì là nơi đó có Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên Phật giáo Hòa Hảo làm việc một cách rất là âm thầm, tuy nhiên rất là cụ thể, rất là thực tế, không khoa trương. Nhưng mà quý vị từ thấy ở tại Việt Nam là từ bệnh viện cho tới các nơi nào khổ, nơi nào thiếu thốn thì đều có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có mặt, cũng như tại hải ngoại. Trong những cái công cuộc mà bão tố thiên tai, bão lụt mà giúp đỡ đó, thì vẫn có người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, vẫn có cái Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tham dự trong những cái công tác đó. Một lần nữa trước thềm năm mới, chúng tôi xin thay mặt cho giáo hội trân trọng kính chúc toàn thể quý đồng đạo, quý đồng hương khắp nơi trên thế giới trong và ngoài nước đạt được một cái mùa xuân thanh bình an lạc, và nhất là chúng ta sẽ sớm có được tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Cảm ơn các bạn.